là Bảo, Đặng Vũ Bảo. Em hiện đang là học sinh lớp 11A9 của trường Trung học Phổ thông Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Em có ước mơ trở thành một nhà nghiên cứu sinh học tế bào và phân tử tràn đầy nhiệt huyết, khả năng sáng tạo và đặc biệt là không bao giờ bỏ cuộc. Vượt qua 130.000 thí sinh của cả nước và trở thành quán quân thực hiện ước mơ lần năm. Giành học bổng 75.000 đô la Úc của trường Đại học Western Sydney, cùng nhiều giải thưởng giá trị khác. Đặng Vũ Bảo, học sinh lớp 11A9, trường Trung học Phổ thông Bảo Lộc, đã xuất sắc hoàn thành phần thi của mình với nhiều nội dung hóc búa. Bắt đầu dự cuộc thi vòng loại từ tháng 10 năm 2016. Sau 7 tháng tranh tài, trải qua rất nhiều nội dung thi khác nhau như trắc nghiệm, bài luận, thực tập, thuyết trình, xử lý tình huống, v.v. Vũ Bảo đã xuất sắc vượt qua top thí sinh dẫn đầu giành ngôi vị quán quân. Là quán quân, em cũng cảm thấy khá là bất ngờ, khá là sốc và vẫn chưa thể tin nổi được lúc đấy là mình đã trở thành quán quân. Và cho đến tận dư âm đến ngày hôm nay thì em mới cảm thấy rất là vui mừng, bất ngờ, hồi hộp, háo hức. Để thực hiện ước mơ của mình, Bảo đã không ngừng nỗ lực trong học tập, tiếp thu tất cả các kiến thức cơ bản mà thầy cô truyền dạy. Em dành nhiều thời gian để nghiên cứu tài liệu chuyên ngành, tham dự các cuộc thi sáng tạo trẻ, các kỳ thi khoa học kỹ thuật và các sân chơi kiến thức để tích lũy kinh nghiệm. Em Đặng Vũ Bảo là một học sinh rất là đam mê nghiên cứu khoa học, say mê về lĩnh vực sinh học. Em lại là một cái học sinh giỏi toàn diện, không riêng gì bộ môn sinh học, mà em là học sinh giỏi toàn diện của trường. Và ngoài đam mê nghiên cứu khoa học thì trong tất cả các hoạt động của trường, như là hoạt động về đoàn thể, hoạt động đoàn và các cái công tác của xã hội của nhà trường, trong các cái câu lạc bộ tình nguyện em đều tham gia. Và em là một trong những học sinh phải nói là rất là năng động và sáng tạo của nhà trường, cũng như là được bạn bè rất là yêu mến. Lớp 10, Bảo khởi đầu cho ước mơ trở thành kỹ sư sinh học của mình với nghiên cứu sự tương quan giữa collagen type 2 và tốc độ oxy hóa canxi và phospho trong xương để đưa ra phương pháp tái chế xương động vật. Đề tài đạt giải khuyến khích các cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật cấp tỉnh và sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng, đồng thời đem lại cho Bảo nhiều kinh nghiệm quý báu về nghiên cứu sinh học chuyên sâu. Ngay sau đó, em tiếp tục nghiên cứu và đem về giải ba cấp quốc gia trong cuộc thi tích hợp liên môn với đề tài tăng giá trị cho cây cà phê Lâm Đồng. Và gần đây nhất, năm học 2016-2017, Bảo đạt giải khuyến khích cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật cấp thành phố, giải nhì môn sinh học cấp tỉnh. Dạ, dự định sắp tới của em là sẽ tiếp tục hoàn thành đề tài nghiên cứu của mình, sau đó sẽ cố gắng trau dồi vốn tiếng Anh của mình để đạt được yêu cầu đề ra của trường đại học. Và sau đó thì em sẽ tính đến chuyện đi du học. Giải thưởng và học bổng du học tại trường đại học Western Sydney, Úc trong cuộc thi thực hiện ước mơ lần năm chắc chắn sẽ là bước khởi đầu mới, giúp Đặng Vũ Bảo tiến gần hơn đến ước mơ trở thành kỹ sư sinh học, cũng như giúp em phát huy tính năng động, sáng tạo, theo đuổi đam mê, học tập và rèn luyện các kỹ năng cần thiết trong cuộc sống.